của Pháp, mình không biết phát âm này như nào cho đúng. Kadum. Kadum. Chào các bạn, video ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái trải nghiệm và kinh nghiệm mà mình rút ra được sau bao nhiêu năm chống rụng tóc và kích thích mọc tóc. Như các bạn có thể thấy thì tóc mình khá là mỏng. Mỏng không phải là do nó bị rụng từ dày thành mỏng, mà là các bạn biết có những người sinh ra đã có một cái đầu đầy tóc và tóc lúc nào cũng rất là dày và rất là khỏe và rất là đẹp á. Wow. Mình không phải là một trong số ấy. Tóc mình nó mỏng và ít từ bé rồi, thế cho nên là bởi vì nó mỏng cho nên là nó rất là dễ gãy và nó rụng ra. Bởi vậy có thể nói cái cuộc chiến chống rụng tóc của mình là một cái cuộc chiến không bao giờ chấm dứt. Cách đây khoảng 6 tháng mình có chuyến đi Singapore chơi, và khi mà ở Việt Nam thì công việc bận rộn mình không để ý. Nhưng chỉ đến khi đi Singapore chơi và mình có một chút cái thời gian rảnh, mình mới để ý thấy là cái thời gian đó tóc mình nó mỏng và thưa đến như thế nào. Cái lúc đấy mình mới giật mình nhận ra là tóc mình cái đợt này rụng nhiều quá. Và từ đó đến giờ khi mà mình trở về Việt Nam từ Singapore ấy, là một cái đợt gọi là tổng cải thiện cực kỳ tập trung và nỗ lực ấy. Cái tóc của mình ngày hôm nay là một sự cải thiện rất là lớn. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái cách mà mình đã làm nhé. Điều đầu tiên mà mình làm gần như là ngay lập tức sau khi mình đặt chân về Việt Nam từ Singapore là mình đi cắt tóc ngắn. Tại sao cắt tóc ngắn lại đỡ rụng tóc? Là tại vì nó làm giảm cái lượng tóc gãy. Khi mà tóc dài quá thì có hai việc xảy ra. Một là nó rối. Hai là khi mà bạn nằm ngồi nó đè lên tóc và nó làm gãy tóc và nó rụng ra hết. Bởi vậy khi mà cắt tóc ngắn đi thì những cái việc đấy nó sẽ được cải thiện. Cộng thêm là khi mà tóc bạn ngắn lên ấy, thì nó cũng có cái độ phồng lên và nhìn nó sẽ có vẻ là nhiều tóc hơn. Việc thứ hai là bắt đầu tẩy da chết cho da đầu. Cái việc này nghe khá lạ mình biết, thế nhưng mà mình đã thử và cái việc này thực sự là rất hiệu quả. Tẩy da chết cho da đầu nó sẽ tẩy đi tất cả những cái kiểu như là vẩn ở trên đầu ấy. Nó giúp cái lỗ chân lông của mình giữ cái chân tóc tốt hơn. Từ đấy thì đỡ rụng tóc và kích thích mọc tóc mới nữa. Cái đồ tẩy da chết cho da đầu ấy, thực ra ở Việt Nam mình mới thấy có một hãng làm và cũng là cái sản phẩm mà mình đang dùng luôn, là cái The Body Shop Fuji Green Tea Hair Scrub. Đây nó là cái này. Cái này mình nói thật với bạn là giá khá cao cho một cái sản phẩm dành cho tóc. Giá của nó là 779 ngàn. Thế nhưng mà thực sự nói thật với các bạn, cái này nó rất là đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn thì nó có vẻ giống những cái sữa tắm hạt tẩy da chết thông thường, tại vì nó có kem, xong rồi nó có những cái hạt ở trong đấy. Thế nhưng mà nó là dành cho tóc. Thì mỗi tuần 2 lần khi mà mình đi tắm ấy, ý là mình đi tắm hàng ngày chứ không phải là tắm một tuần 2 lần. Ý là trong số 7 lần đi tắm trong một tuần sẽ có 2 lần mình dùng cái này thay cho dầu gội đầu. Mình massage lên da đầu ấy thì một lúc sau nó sẽ kiểu như là nó mát như là bạc hà vậy đó. Xong rồi nó sẽ tẩy đi tất cả những cái da chết, những cái vẩn bẩn ở trên da đầu. Sau khi mà xả nước xong ra sấy tóc thì cái tóc mình nó sẽ bồng bềnh lên rất là đẹp, và khi mà sờ vào da đầu thì nó sạch sẽ sướng lắm. Bạn cứ hình dung cái cảm giác mà sau khi bạn tẩy da chết ra mặt ấy mà bạn sờ lên mặt thấy kiểu như là nó mịn, nó sạch ấy, thì nó là một cái cảm giác như vậy, thế nhưng mà cho da đầu. Và cái việc tẩy da chết này thì nó kích thích mọc tóc rất là tốt. Việc thứ ba mình làm là đổi dầu gội đầu. Hầu hết những cái thương hiệu dầu gội đầu phổ biến mà các bạn thấy bán rất là nhiều ở siêu thị ấy, nó có rất là nhiều chất tẩy, và những cái chất tẩy này nó làm yếu tóc đi. Cộng thêm là nó làm cho cái lỗ chân lông của mình nó không giữ cái tóc một cách khỏe được. Xin lỗi nha, tại vì mình không có kiến thức chuyên môn về tóc, thế cho nên là mình không thể nào mà mình kiểu nói cho nó một cách chính xác được ấy. Thế nhưng mà đại khái nó là như thế. Các cái hóa chất tẩy nó sẽ làm cho tóc bạn khô và yếu đi. Mà tóc yếu thì chắc chắn là nó sẽ rụng thôi. Mình biết là một cái kiến thức rất là phổ biến trong việc chăm sóc tóc là các bạn không nên gội đầu hàng ngày. Thế nhưng mà cá nhân mình ở Việt Nam khói bụi mà, nhiều mồ hôi nữa chứ. Mình không thể nào mà mình chịu được nếu mà mình không được gội đầu hàng ngày. Thế cho nên cái cách của mình là chuyển từ dầu gội đầu người lớn sang dầu gội đầu trẻ em. Dầu gội đầu trẻ em thì có rất là nhiều hãng bán ở các cửa hàng siêu thị, các bạn tự chọn cái hãng nào mà hợp với tóc các bạn nhá. Cá nhân mình thì dùng cái này của Pháp, mình không biết phát âm này như nào cho đúng. Kadum. Kadum. Mình cảm thấy đến 99% là mình vừa mới phát âm cái chữ này sai. Thế nhưng mà mình không biết tiếng Pháp nên Kadum. Cái này nó có cái mùi mơ rất là dễ chịu và nó có bán rất nhiều ở siêu thị. Ngoài ra ngoài cái này thì mình cũng từng dùng cái Johnson Johnson màu xanh ấy, và cũng rất là tốt. Thì hoặc là bạn đổi từ dầu gội đầu người lớn sang dầu gội đầu trẻ em, hoặc là bạn đổi sang cái loại dầu gội organic, dầu gội hữu cơ ấy. Thì dầu gội trẻ em hay là dầu gội hữu cơ nó đều có một cái điểm chung là nó lành tính hơn, nó ít
chất tẩy hơn là dầu gội đầu người lớn. Thì khi mà các bạn gội đầu hàng ngày, nó sẽ hạn chế làm tóc yếu đi so với cái dầu gội đầu mà nhiều chất tẩy hơn. Sau khi mà dùng xong cái chai dầu gội này, mình sẽ đổi sang cái dầu gội organic lành tính thử xem sao. Nếu mà mình ưng thì là mình sẽ recommend cho các bạn nhá, cho nên là stay tuned. Việc thứ tư là sau khi mà mình gội đầu thì mình sẽ sấy sơ cho cái đầu nó bớt ướt. Sau đấy thì mình sẽ xức tinh dầu vỏ bưởi lên. Cá nhân mình đang dùng cái tinh dầu vỏ bưởi của Thoracao. Mình sẽ để cái hình của cái lọ đấy ở bên này để các bạn tìm mua. Bây giờ nó đang ở trong cái lọ này, mình phải chút ra cái lọ này. Tại vì cái lọ mà mình mua nó bị kiểu, nó bị gãy xừ cái ống nhựa của nó ấy. Các bạn có thể tìm mua tinh dầu vỏ bưởi ở rất nhiều nơi và rất nhiều hãng làm cái này. Rất là rẻ, không có chỗ nào bán đắt cả. Việt Nam mình là xứ bưởi mà. Cái cách dùng thì rất là đơn giản. Sau khi mình gội đầu, mình sẽ ra mình sấy kiểu như là cho nó sơ ráo bớt cái tóc đi. Sau đấy thì mình sẽ xịt lên cả chân tóc, cả da đầu. Sau đấy thì mình sẽ massage nhẹ nhẹ như này này. Sau đấy thì mình sấy nốt cái tóc cho khô là xong. Cái tinh dầu vỏ bưởi này, ngoài ưu điểm là nó rất là thơm ấy, thì nó rất là tốt trong cái việc kích thích mọc tóc và chống rụng tóc. Cộng thêm là dưỡng cho cái tóc nó mềm mượt nữa. Buổi tối mình gội đầu sấy tóc xong rồi mình dùng tinh dầu vỏ bưởi, sáng hôm sau mình dậy cái tóc mình nó bồng bềnh mềm mượt rất là sướng. Cái này bạn cứ kiên trì dùng trong một thời gian, bạn sẽ thấy cái tóc mà rụng ra tay mỗi khi mà mình sấy tóc nó giảm đi rõ rệt. Việc thứ năm là mình uống viên vitamin tổng hợp. Cái này các bạn có hai cách. Một là uống cái viên vitamin tổng hợp mà A, B, C, X, Y, Z, D, E, F gì đấy, tất cả các loại vitamin nó đều có hết. Hai là các bạn uống thuốc tập trung cho da, tóc và móng. Hiện tại thì nhà mình đang có hai cái lọ này để mình cho các bạn xem. Đây là cái lọ vitamin tổng hợp của Centrum, mình đã nói rất là nhiều trong các cái video trước. Tại vì đây là cái loại mà mình uống quen. Cái loại này mình mua ở bên Anh, sau đấy khi mà về Việt Nam ấy thì mình không thấy nó có bán ở Việt Nam. Thế cho nên là mình phải đi Singapore mua. Mỗi khi mà mình không sang được Singapore thì mình sẽ nhờ bạn bè ở bên đấy mua về hộ. Thì đây là cái loại vitamin tổng hợp cho người lớn, tất cả các loại vitamin đều có hết ở trong này. Ngoài ra thì mình có một cái lọ gọi là Hair, Skin and Nails của Nature's Bounty. Cái này ba mình mua cho mình ở bên Mỹ thì mình cũng uống thôi. Nói chung là mình thấy hai cái này nó cũng không có một cái sự khác biệt gì quá là rõ rệt. Thế nhưng mà cái cốt yếu là nó bổ sung vitamin cho mình để cái tóc mình nó được khỏe hơn. Khi mà cơ thể các bạn thiếu vitamin ấy thì da các bạn sẽ xấu đi và tóc các bạn sẽ yếu đi rất nhanh. Bởi vậy ngoài cái việc ăn uống lành mạnh thì các bạn cũng nên bổ sung viên vitamin tổng hợp một chút cho cơ thể mình nó được khỏe hơn. Hai cái loại thuốc mà mình vừa nói thì điểm trừ của nó là chưa có bán ở Việt Nam. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà mình cần mà cái đợt đấy lại không có người thân đang ở nước ngoài để nhờ thì mình cũng đi mua ở Việt Nam và mình mua cái hãng gọi là GNC. Cái hãng này mình chọn mua tại vì nó là hãng của Mỹ, thế nhưng mà nó lại phân phối một cách chính thức ở Việt Nam ở một chuỗi các cái cửa hàng chính thức của người ta. Thế cho nên mình cũng chọn mua và mình thấy khá là yên tâm, thấy khá là bảo đảm. Các bạn mua ở Việt Nam thì có thể mua cái hãng đó nhá. Việc thứ 6 nói thì ngắn gọn thôi, thế nhưng mà rất là quan trọng. Đấy là việc giảm stress và ngủ đủ. Cái việc căng thẳng và ngủ không đủ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rụng tóc. Những cái đợt nào mà mình công việc căng thẳng hay là mình mất ngủ là y như rằng tóc phải gọi là thi nhau ra đi luôn ấy. Mỗi lần mà hút bụi sàn ấy là cảm thấy kiểu stress thêm ấy. Tại vì sàn toàn là tóc, hút ra toàn là tóc và cảm thấy kiểu như là mất quá nhiều tóc ấy. Bởi vậy các bạn phải cố gắng giảm căng thẳng, sắp xếp công việc cho nó hợp lý. Và rất quan trọng là phải ngủ đủ để có năng lượng để làm việc, mà cũng để bảo toàn cái lượng tóc ở trên đầu nhá. Hy vọng là các bạn thích video vừa rồi và hy vọng là những cái tips của mình sẽ có ích cho các bạn. Like cũng như subscribe nhé, tại vì mình sẽ quay lại với rất là nhiều video nữa. Và cũng đừng quên là mình viết blog ở trên zhangoi.com và làm radio ở trên zhangoi radio nhá. Mình rất thương các bạn và mình chúc các bạn có thật nhiều tóc ở trên đầu và thật ít tóc ở những chỗ khác. Bye bye các bạn.